chung cư mini, khách sạn tại Hà Nội chi 100 triệu đồng lắp thang thoát hiểm. Sau vụ cháy chung cư mini ở Hương Hạ, quận Thanh Xuân gây hậu quả nghiêm trọng, nhiều hộ kinh doanh nhà hàng, khách sạn chung cư mini ở Hà Nội đã chi hàng chục, thậm chí là hàng 100 triệu đồng để lắp đặt các loại thang thoát hiểm. Theo ghi nhận của phóng viên, loại thang thoát hiểm được chủ các chung cư mini, khách sạn, nhà hàng tại Hà Nội lắp đặt có đủ chủng loại, kích thước. Tại đường Lê Trọng Tấn, quận Hà Đông, việc lắp đặt thang thoát hiểm đối với một số căn nhà mặt phố thường gặp nhiều khó khăn do thiếu không gian. Phần tiếp đất của thang thoát hiểm của các căn nhà mặt phố thường nhô ra hẳn ngoài vỉa hè. Các chất liệu được sử dụng chủ yếu là bằng kim loại. Tương tự tại đường Tố Hữu, quận Hà Đông, do thiếu không gian nên nhiều nhà hàng, nhà liền kề mặt phố cũng lắp đặt thang thoát hiểm dạng nhô ra ngoài mặt tiền ngôi nhà. Căn nhà 8 tầng nằm trong ngõ 58 phố Thanh Bình, quận Hà Đông được chủ nhà lắp đặt hệ thống thang thoát hiểm với chi phí hơn 100 triệu đồng. Tại một chung cư mini ngõ 181 Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, thang thoát hiểm có dạng thang đứng cũng được chủ nhà lắp đặt sau vụ cháy chung cư mini ở Hương Hạ, quận Thanh Xuân. Một trường mầm non tại phố Thọ Tháp, quận Cầu Giấy lại chỉ trang bị thang thoát hiểm từ tầng 2 xuống tầng 1. Chủ khách sạn trong ngõ 45 đường Trần Thái Tông, quận Cầu Giấy chi khoảng 100 triệu đồng để lắp đặt thang thoát hiểm. Khách sạn này dùng loại thang có thể gấp gọn lên phía trên khi không sử dụng. Chủ căn nhà với khoảng 60 phòng trọ ở ngõ 329 đường Cầu Giấy, quận Cầu Giấy sử dụng thang thoát hiểm có dạng thang đứng do không gian hạn chế. Theo các chuyên gia, tại không gian hẹp, thang kim loại cố định được lắp đặt thẳng từ tầng thượng xuống mặt đất rất khó sử dụng đối với người già và trẻ em. Ngoài ra, lượng nhiệt tỏa ra từ tường lan sang thang kim loại rất dễ tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Trong khi đó, một tòa nhà khách sạn khác tại quận Cầu Giấy đã xây thang thoát hiểm từ lâu nhưng lại tận dụng để treo các cục nóng điều hòa. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi, bình luận và đăng ký kênh Tin Nóng Mỗi Ngày để cập nhật thêm nhiều tin tức mới nhất.